thì đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là không muốn biết được số mệnh của mình tốt xấu ra sao. Trong năm 2023, những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sống cuộc sống luôn được êm ấm, chẳng phải lo về tiền. Mặc dù số mệnh của con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc chúng ta thuộc con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy trong lục thập hoa giáp, những mệnh chủ nào chờ định là những người tốt số, số trời sinh mang mệnh giàu sang phú quý trong năm 2023 Quý Mão này, chỉ cần sống xứng đáng, những người tuổi Bính Thìn sẽ có được cuộc sống xứng đáng, thập toàn thập mỹ. Quý vị thân mến, cuộc đời con người sợ nhất là cảnh nợ nần, túng thiếu. Tuy nhiên mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau và buộc họ phải đối mặt với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh ai cũng có vận mệnh riêng, những khó khăn trong cuộc đời chỉ là thử thách mà ai cũng phải vượt qua. Tử vi số mệnh năm 2023 Quý Mão trong lục thập hoa giáp sẽ có mệnh chủ là số hưởng. Mặc dù cuộc sống bôn ba vất vả và thậm chí nợ nần túng thiếu về đầu năm, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ và ổn định hơn về những tháng cuối năm. Với người tuổi Bính Thìn 1976, đặc biệt là khoảng thời gian này, sẽ có quý nhân phù trợ, thần tài ban lộc, trời cho giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Trong phần luận giải về tử vi năm 2023 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, sẽ chỉ rõ cho quý vị và các bạn về 4 phương diện trong cuộc sống: tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Xem tử vi sẽ giúp quý vị biết trước được thiên cơ, từ đó cải vận giàu sang cho mình. Và sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phần luận giải tử vi của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm 2023. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên mọi người hãy mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nữ mạng trong năm 2023. Người tuổi Bính Thìn sẽ trải qua một năm nhiều vất vả trong công việc làm ăn, tuy nhiên đối tượng làm công ăn lương ít bị ảnh hưởng hơn là làm tư hay làm chủ. Một năm bận rộn vất vả nhưng đổi lại phương diện tài chính được củng cố khá vững, tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt gia đình hay công chuyện hùn hạp làm ăn. Về sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải, khiến chức năng đào thải độc tố trong cơ thể trục trặc là tiền đề gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Bính Thìn sinh năm 1976 nữ mạng gặp phải: sao chiếu mệnh, sao mục đức, vận hạn, tam kheo, hạn tam tai, gia chủ, phạm tam tai. Bính Thìn 1976 nữ mạng sẽ gặp 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này, gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu của hạn tam tai, gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai, gia chủ không nên dừng việc mà mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục, dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Vào năm cuối của hạn tam tai, gia chủ không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, kim lâu rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Thìn gặp Mão, quan hệ bình hòa, hay nói cách khác, người tuổi Bính Thìn năm nay không phạm thái tuế. Xét về quan hệ thiên can, Bính dương hỏa gặp Quý âm thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong năm nay, những gia chủ Bính Thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976 cần chú ý tháng Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Bính Thìn sinh năm 1976 nữ mạng.
Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Bính Thìn gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự ăn vui hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức tinh quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp Mộc Đức sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối cùng lại gặp được thuận lợi và an toàn. Mặc dù sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh mang đến nhiều điều tốt cho người được chiếu, tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì dù gặp sao tốt hay xấu chiếu mệnh vẫn nên hóa giải nhằm cầu bình an, may mắn và giảm trừ vận hạn không may. Và dưới đây là hai phương pháp hóa giải sao Mộc Đức phổ biến. Cúng dâng sao giải hạn vào đúng 5 đến 7 giờ ngày 25 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao Mộc Đức đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Lễ vật bao gồm hương hoa, trái cây, quả trầu cau, gạo muối, mũ xanh, nước, đinh tiền vàng và 20 ngọn nến cùng với bài vị màu đen có viết Đức Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân. Tất cả lễ vật chuẩn bị đều phải có màu xanh, trường hợp không phải là màu xanh thì phải bọc giấy xanh bên ngoài hoặc để tấm giấy xanh lót dưới lễ vật, hoặc có thể áp dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh thuộc hành mộc, do đó để tăng cường cát khí của sao tốt, gia chủ được sao Mộc Đức chiếu mệnh hãy dùng màu xanh lá thuộc hành mộc. Điều này sẽ tốt về tình duyên, hôn nhân và những mối quan hệ khác. Ví dụ, gia chủ có thể đeo trang sức hay đá quý màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc gia chủ có thể sử dụng màu đen thuộc hành thủy với quan hệ tương sinh với mệnh mộc thì càng thêm tốt. Có thể đeo thạch anh tóc đen. Gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976, nữ mạng năm nay gặp hạn tam kheo. Nhắc đến niên hạn tam kheo chiếu mệnh này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: Huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt để phòng tay chân. Có nghĩa tam kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân. Nhẹ thì đau nhức, mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống thì chịu cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm và coi thường. Đặc biệt người này gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an và lo lắng. Mỗi niên hạn gặp phải sẽ có các cách hóa giải khác nhau. Hóa giải ở đây không có nghĩa là ngăn cản điều xấu không xảy ra, hóa giải chỉ nhằm giảm bớt tai ương, xui xẻo có thể xảy ra ở tương lai. Về sức khỏe, cần tránh việc đi lại để giảm thiểu các tai nạn bất ngờ. Trong cuộc sống, gia chủ nên nhẫn nhịn trong mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn và thích hợp. Cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh những thị phi không mong muốn. Luận tử vi Bính Thìn sinh năm 1976, nữ mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu xuân vui vầy cùng gia đạo, tuy nhiên gia chủ tuổi Bính Thìn nữ mạng chú ý cẩn thận di chuyển, đi lại trong tháng. Tháng 2, tiền bạc của tháng này có sự hao tán nhiều vào điều trị các vấn đề về sức khỏe hoặc sinh hoạt thường ngày trong gia đình. Tháng 3, cần chú ý có tiểu nhân hãm hại, phá hoại công việc làm ăn của gia chủ. Tháng 4, có tin vui trong gia đạo về thêm người thêm của. Tháng 5, có tang sự trong gia đạo. Tháng 6, mọi công việc làm ăn đều không được tốt, gặp nhiều điều khó khăn về giấy tờ thủ tục. Tháng 7, công việc trong tháng này có tiến triển tốt, quý nhân trợ giúp nên công việc được thuận lợi. Tháng 8, có dấu hiệu phá tài, tiền bạc làm ra bao nhiêu, chi tiêu hết bấy nhiêu. Tháng 9, công việc làm ăn gặp nhiều bất lợi. Tháng 10, nhờ được hưởng phúc đức của tổ tiên nên trong tháng 10, công việc gì cũng hóa cát lành dù trước đó gặp hung hiểm. Tháng 11, gia chủ trong tháng 11 có sự sửa sang về bộ phận của tổ tiên, hoặc là trong nhà có sự mua sắm các đồ đạc. Tháng 12, trong gia đạo của thiếu hòa khí, bất hòa, mâu thuẫn quan điểm, có chuyện buồn đưa tới trong tháng này. Tổng kết tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, nữ mạng Bính Thìn cũng đã trải qua khá nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, đến thời điểm này coi như mọi thứ đã vào quỹ đạo ổn định. Theo đó nên mưu cầu an ổn, tránh tham công tiếc việc mà hao tốn tâm sức. Công việc cứ đà cũ mà phát triển, ít phải lo toan nghĩ ngợi. Có điều trong năm xuất hiện điều tiếng thị phi dẫn tới tranh cãi hoặc kiện tụng phức tạp gây hao tổn về tiền của. Đường số nên nhớ một điều nhịn, chín điều lành, tiết chế cảm xúc, ắt tránh xa rắc rối. Về tài chính, xem vận trình tài lộc của tuổi Bính Thìn năm 2023, mệnh chủ sẽ gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Quý nhân ở đây là nữ mạng,
khả năng cao là nữ mạng lớn tuổi trong nhà. Nhờ sự hỗ trợ của quý nhân mà tuổi Bính Thìn sẽ đạt được những bước tiến không nhỏ trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Song cũng có thể mệnh chủ sẽ có thêm thu nhập phụ từ chính công việc của mình khi mà vị trí bạn đang nắm giữ được hưởng thêm hoa hồng từ nhiều phía. Tuy nhiên, tiền này cũng ẩn chứa không ít hậu họa phía sau, nếu không thấy an tâm thì nên tìm cách để từ chối khéo léo là hơn. Bản thân bạn phải chú ý và cân nhắc, tránh để cho phát tài hôm trước, hôm sau lại tai họa ập tới. Về sức khỏe, cùng với tuổi tác ngày càng cao là những dấu hiệu lão hóa và bệnh tật, đó cũng là lẽ tự nhiên không cần phải lo lắng thái quá. Có điều nữ mạng Bính Thìn cần chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải khiến chức năng đào thải độc tố trong cơ thể trục trặc, là tiền đề gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan. Ngoài ra cần cẩn trọng đường sông nước, kẻo dễ gặp bất trắc. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976. Về tình cảm gia đạo, tuổi Bính Thìn bước vào năm Quý Mão 2023 với mệnh chủ còn đang độc thân, dễ gặp được đối phương là người thông minh lanh lợi, cũng giỏi giang và có năng lực, là người điềm tĩnh và thực tế nhưng khá tâm lý và biết cách quan tâm đến người khác phái. Ngoại hình và khí chất đều không tồi. Với người đã có gia đình, bạn cần chú ý, năm nay có thể vướng phải các mối quan hệ nam nữ ngoài luồng, bất chính. Nếu không cẩn thận, bạn có thể sa ngã và đưa hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tí Thìn, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn mỗi người sẽ khác nhau, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn nữa trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.